Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Vietablet. Và trên tay mình hôm nay là chiếc hộp điện thoại Note 3S, một thời được gọi là sát thủ đồng ẩn ngũ. Nếu bạn xem buổi livestream trưa nay thì bạn sẽ thấy rằng chiếc siêu của hộp này đã bị phá trong buổi livestream. Nhưng mà không sao, mình sống là dễ dãi và trang hòa với mọi người, cho nên vấn đề này mình sẽ cho qua. Và thì hãy cùng mình mở hộp nhanh chiếc điện thoại này nhé. Đầu tiên chúng ta điểm qua thiết kế hộp của chiếc điện thoại này là tại bên hông nó có một logo Born to Perfection, dịch ra là sinh ra để hoàn hảo. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc điện thoại Note 3S. Chiếc điện thoại này được nằm trong một khung nhựa màu cam. Ở bên dưới chúng ta thấy được rằng có một cáp sạc adapter với nguồn điện ra là 100V và 0.2A. Còn đây là một tai nghe cùng với một cáp sạc USB. Bên dưới chúng ta thấy nó còn có một sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt cùng với một sách ghi rõ điều kiện bảo hành. Bên trong chiếc hộp thì chúng ta thấy có một chiếc hộp khác. Bên trong là một miếng flip cover cùng với một miếng nhựa bọc lưng và một miếng kính chắn cường lực. Và đó là tất cả những gì mà chiếc hộp Note 3S này mang lại. Điểm qua thiết kế chiếc điện thoại này thì mình thấy nó khá giống như của iPhone 4. Nhưng mà nổi bật nhất thì vẫn là khung viền bằng kim loại được cắt lưỡi kim cương. Có người nói rằng cái khung viền này có thể nó cứng hơn cả Vega Iron. Mặt sau của nó chúng ta thấy được rằng có camera chính là 8 megapixel và đèn flash. Ở mặt trước là màn hình 5 inch, độ phân giải là HD, công nghệ tấm nền IPS. Ở cạnh trên là camera selfie 2 chấm, loa hội thoại và vùng cảm biến. Ở phía dưới là 3 phím home back và đa nhiệm. Ở bên tay phải là tăng giảm âm lượng và nút nguồn. Còn bên tay trái là vùng chứa SIM. Ở cạnh trên là giắc cắm 3.5 và vùng hồng ngoại. Còn ở phía dưới là dãy loa ngoài, giắc cắm micro USB cùng với mic đàm thoại. Note 3S được trang bị chip MediaTek 65824 nhân với bộ nhớ RAM là 1GB cùng với bộ nhớ trong là 8GB hoặc là có thể có một phiên bản là 16GB. Với giao diện của Note 3S thì nó khá gần giống như của Oppo ColorOS với các trình duyệt quick get lẫn các thiết lập chế độ cài đặt. Thì đây chúng ta thấy được rằng chế độ cài đặt của nó tương tự giống như là của Oppo. Tuy nhiên ở Note 3S thì nó vẫn xảy ra lỗi cái bảng việt hóa bị sai. Ví dụ như là chúng ta thấy được có một ghi là thể tích mà thực ra cái đó nó là về âm lượng của còi. Và đó là bài mẫu hộp nhanh của mình về chiếc điện thoại Note 3S. Nếu các bạn thấy hay thì hãy vui lòng like, share và subscribe để xem những video lần sau nhé. Mọi thông tin về chiếc điện thoại này các bạn thể tham khảo tại trang web vietablet.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nhật Kết và mình yêu các bạn.